Hello, hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá. Lại là quà vô cực cứu te tình thương minh thương của các anh em đây. Các bạn ơi, đã bao giờ các bạn lâm vào cái tình cảnh ta nói trớ treo, bạc bẽo tình đời đến tê tái hết cả tâm hồn chưa vậy? Oh man, và những lúc như thế này thì chỉ cần nở một nụ cười thật là tươi luôn. Tuy nhiên, vẫn là một câu nói quen thuộc, đôi khi sai lầm của người khác lại là niềm vui của chúng ta nha mọi người. Tiếp tục đến với series cười đến phọt cả cơm của Nghiện Khám Phá đi nè. Camera vô tình quay lại những sai lầm trớ trêu nhất không thể nào tin được đã xảy ra. Nào cùng mình vô vị thôi nha, nhớ ăn cơm trước khi xem nha mọi người. Vô. Thứ nhất, quảng cáo lắm. Tại một ngôi nhà nhỏ, hai đứa trẻ đang xem tivi rất là bình yên luôn thì chương trình lại phát đến một quảng cáo. Mọi phim đang hay mà phát quảng cáo lắm thế nhờ, tức quá. Cậu bé tính nóng như kem các bạn ơi, vớ luôn cái lựa đạp một phát vào tivi. Đúng là vỡ mồm luôn. Hàng ngày bố mẹ lại mất cả khối tiền đi sửa màn hình tivi rồi nè. Phá hoại xong cậu bé cũng đã biết sợ rồi. Mình thật là ngu ngốc mà. Thứ hai, chú rể buồn đời. Thân trai 12 bến nữa, lấy vợ rồi còn gì để mất nữa đâu. Trong lễ thành hôn, cô dâu thì ta nói cười te toét luôn các bạn. Còn chú rể nè, níu chặt tay áo bố, gạt đi dòng lệ rơi. Ơ kìa anh ơi. Để đi lấy vợ hay là đi gả vậy trời? Mà sao trong cái mặt chán đời như mất sổ gạo vậy? Cẩn thận cái nóc nhà lại leo lên đầu ngồi bây giờ kìa. Trông đến là tội nghiệp ghê luôn. Có lẽ chú rể đang nhìn cái cảnh không còn được đi rong chơi nè, thích làm gì làm nấy nè, lương tháng phải nộp cho vợ cho nên mới như vậy á. Đời thật là lo sợ ha. Thôi anh ơi đừng buồn, lấy vợ sướng lắm nghe. Thứ ba, chuyện vào mùa mưa. Có lẽ cái chuyện bất lực nhất trong cuộc đời vào mùa mưa chính là trượt mẹ nó cái dép vào cổ chân. Méo thế nào lấy ra được. Trời ơi, kéo ra cho tao mày ơi. Đây đây, từ 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 từ. Hay nha. Thôi mày ơi, tao chịu thôi. Bất lực thật sự luôn rồi. Dép tông lào xin đề nghị tài trợ thay thế. Tốt nhất là lấy cái kéo cắt luôn đi cho nó lẹ nghe. Chứ kéo mãi cũng chẳng ra được đâu. Thứ tư, say sưa. Ta nói không nghe nghiện trình bày, không nghe say rượu kể chuyện. Cơ mà nha, cũng đừng để mấy ông say làm trò con bò các bạn ơi. Vì đảm bảo cười sặc phổi luôn chứ còn gì nữa. Đây, các người hãy xem thân thủ đỉnh chóp của ta đây. Nào nào, hay chưa? Doraemon sẽ là của chị. Ôi trời đất ơi, là trời. Quả ngã lộn mèo là có thiệt. Thế này thì bảo bối của Doraemon cũng không có độ được luôn á trời ơi. Thôi thôi, mình về nhà nghỉ rồi hôm sau mình chơi tiếp hen. Thứ năm, phong độ. À, gái xinh, gái xinh. Phải tạo nét mới được, phải tạo nét mới được. Ôi dồi, trượt chân, hấp, ngã. Mà khoan khoan, phải giữ phong độ, giữ phong độ, giữ phong độ. Chàng trai bật dậy ngay lập tức luôn. Tự tin lên, anh vẫn rất tỉnh và đẹp trai mà. Hai cô gái cũng phải giật nảy hết cả mình. Đẹp trai mà hơi ngáo nha. Thứ sáu, nhún nhảy giữa đường. Thiệt chứ, để phụ nữ lái xe thật sự là một tội ác đấy anh em ạ. Trong lúc mọi người đang chờ dừng đèn đỏ thì một cô gái bất ngờ chạy xe máy rồi vượt lên giữa đường. Đó, vừa vượt lại còn hả nhúng nhúng nhảy nhảy để các xe ô tô phải nhường đường cho mình nữa chứ. Hey hey, mẹ đang nhảy Vina House hay gì vậy trời, hài quá trời luôn các bạn. Thứ bảy, ngày đẹp. Hôm ấy là một ngày rất chi là đẹp trời luôn. Thầy bói phán thì không có lệch đi đâu được luôn nha. Nhưng thật sự là trớ sờ treo. Bên này là đám ma đau buồn, bên kia lại tổ chức đám cưới tưng bừng vậy. Tương lai, cuộc sống sau này, con đường mà mình đã chọn, đoàn phía trước nhiều trông gai. Nhưng liệu đây có phải là hạnh phúc của một tang gia không vậy ta? Bên thì nhạc đùng sùng đùng, bên thì càng tay. À, cuộc đời nó vẫn cứ có nhiều cái trớ trêu vậy đó mọi người. Chán. Thứ 8, tàn nhưng không phế.
Đây chính là biểu hiện rõ nhất của cái sự cố chấp nha mọi người. Một chiếc xe với cái bánh bị tật nguyền như thế này, thế nhưng vẫn cứ lao phăng phăng trên đường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ta bon trên những dặm đường, giờ làng quê ta băng qua bao suối reo đồi nương, mà xe ta bon ta đã cái kiểu SOS rồi, nhưng bắt tài thì vẫn cố cho bằng được hà. Hảo tài xế, hảo tài xế. Chiếc xe tàn nhưng đâu có phế đâu, rất chi là mạnh mẽ luôn. Thứ 9, kẻ hủy diệt ô tô. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn luôn chúa tể xa lộ, chiến thần quỷ diệt của mỗi chiếc xe ô tô. Ông chú rất tỉnh và đẹp trai, quẹt ngang thân ô tô một vài đường cơ bản. Yên tâm, con nào cũng có phần hết trơn á. Ê, mà tôi thấy nha, ô tô lại còn toàn biến xanh nữa chứ. Ê, nếu như tính ra là ông chú này không phải đền ốm tiền luôn các bạn. Bác ấy còn quẹt cả vào con BMW Đức nữa kìa, trời ơi. Mấy chủ xe mà xem video này chắc là đau ruột ứa gan lắm đây. Thứ 10, shipper. Comment giới thiệu ngay anh shipper chân ái của các bạn đi nè. Video này sẽ khiến cho các con nghiện mua đồ online tức anh ếch luôn. Vì sao? Chiếc TV này được mua với giá 3.000 đô. Trời ơi, 3.000 đô nha. Rồi, các bạn hãy xem cái cách mà tên shipper này vận chuyển đi nè. Oh my gosh, màn hình TV mà lật lên lật xuống trên đất mạnh như bánh tráng vậy má. Đảm bảo kiểu gì cũng toan luôn rồi. May mắn chủ nhà đã lắp camera, anh chàng shipper này chắc chắn phải đền tiền cho mà coi. 11. Đen. Khi bạn không được tổ độ thì sẽ như thế nào? Như thế nào? Mới lấy được hai cái chậu cây mới toanh về. Trời ơi, khóc giùm anh tôi luôn. Pha cứu vớt thua lội khiến ai cũng không ngớt cảm thán. Ôi trời đất, quỷ thần thiên địa ơi, cụ đi chân lạnh toát. Sau thì tính toán cho nó kỹ giùm nha, người anh em ơi. 12. Sự cố làm việc. Đi làm thì chắc chắn là việc xảy ra sự cố là cái điều không thể nào tránh khỏi rồi đúng không? Thế nhưng á, mà chúng ta có cái cách làm việc thật là thông minh lên đi thì mọi chuyện nó ổn thôi. Anh chàng này sau một hồi chạy quanh cái máy băng dính đã tự mình chui đầu vào rõ luôn. Rồi anh định gối cả người để mà chuyển phát nhanh cùng hàng hóa hay gì vậy trời. Ai cần anh đâu rồi ơi. 13. Bay luôn nóc. Cái nhà này làm cổng vừa bé vừa thấp thế nhờ. Như này thì bố ai mà lái vào được. Thôi, cố thêm tí nữa đi. Cố ít thì nó vui, chứ cố nhiều ít á là bay luôn cái nóc. Ôi mẹ ơi, nguyên cái nóc nó bay đi thật xa luôn rồi. Ảo thiệt chứ. Chứng tỏ là cái cổng này xây đẻo à ngang. Thôi tiện thể phá đi rồi mai mình xây lại cái mới. 14. Bè tự chế. Rồi, lại là một chiếc thuyền Titanic phiên bản tự chế và thiếu kinh phí ở dòng sông quê hương. Cảm giác chồng chàng này thật là vô mốt nha quý vị. Thì cẩn thận nha, thăng bằng vào chúng mày ơi. Rồi xong. Còn gì nữa đâu mà không. 6 anh em đã rơi xuống đất, chỉ còn lại 3 tên mà thôi. Chàng trai áo trắng xét. Vậy là tụi mày bị hỏng hết điện thoại rồi. 15. Pha chở hàng trồng kênh. Ôi chà, đây chính xác là một pha chở hàng cồng kềnh nhất mà tôi từng được thấy luôn nha bà con. Rồi, ông anh này định làm người nhện Spider-Man trên tấm nệm hay gì ta. Điều quan trọng là vận chuyển cồng kềnh cùng với cái việc là đi trong đêm tối như thế này thực sự rất là nguy hiểm nha quý vị. 16. Bị hù nhưng thích. Ông anh người tròn tròn bé bé này đang ngồi trên ghế lướt lướt xem điện thoại nha. Từ đằng kia thì hai cô nàng xinh đẹp dáng chuẩn như siêu mẫu đang đi đến. Oh my god. Wow. Trời, hù anh cái. Khiếp, giật hết cả mình nè bà nội. Cơ mà hù nữa đi, tôi thích ghê á. Đã nghiện còn bày đặt ngại cơ. 17. Ngựa ghé thăm cửa hàng. À, ở đây có gì mà nhộn nhịp vậy ta? Chủ quán cho xin miếng nước đi. Đấy, một chú ngựa từ đâu xuất hiện khiến cho ông chủ cửa hàng bối rối. Ba chấm. Muốn gì đây? À, cho xin hộp bánh đi. Đi ra kia. Khiếp, bà chị tính nóng như kem thế. 18. Trợ giúp tinh thần. Bằng một cách kết nối wifi và bluetooth, ông anh này đã giúp đỡ các đồng đội của mình rất chi là nhiệt sầu huyết. Đây, khi bạn lười bỏ sự nhưng vẫn tỏ ra năng nổ, mặc dù chẳng giúp được gì cho đồng đội, thế nhưng anh chàng có vẻ như đã trợ giúp được tinh thần cho anh em đó. Đó, không biết là làm việc hay là đang tấu hề luôn trời. Y chang cái thành phần vô dụng nhưng vẫn cố tỏ vẻ khi mà teamwork đây nè, không có sai đi chỗ nào luôn.
Vâng các bạn ơi, những khoảnh khắc được camera ghi lại trên đây thực sự là thú vị và cười đến hết cả nước mắt luôn đúng không? May mà nhờ có camera mà chúng ta mới có thể chiêm ngưỡng được những khoảnh khắc đặc biệt như vậy đó cả nhà ơi. Tiếp theo nha, cùng tôi đến với chuyên mục khán giả hỏi và vô cực trả lời, cùng đọc những comment hay nhất trong video trước. Những thứ bí ẩn và đáng sợ vô tình được tìm thấy trên bờ biển khiến cho hàng triệu người sốc nặng các bạn nha. Bạn Mèo Hồng Cú Tè bình luận: kênh anh hay nhất thế giới, ôi trời ơi là trời, quá khen tài hào quá khen rồi. Nhưng mà tôi thích ghê. Bạn Lâm Hoa chia sẻ như nè: cảm ơn bạn, video hay quá, người anh em Sài Gòn. Ý, người anh em Sài Gòn xin chào tất cả 500 anh em nha. Bạn Luân Nguyễn có một comment: biển cả nhiều mặt bí ẩn, con người chỉ tìm kiếm được 5% thôi, còn 95% còn lại chưa kiếm ra. Đúng thiệt nha, không sai một chút xíu nào luôn. Biển cả bí ẩn vô ngần các bạn hen. Đến đây thì video ngày hôm nay của Nghiện Khám Phá xin được tạm dừng rồi cả nhà ơi. Các bạn thấy khoảng cách nào là thú vị nhất nè, cùng comment cho Nghiện Khám Phá tôi được biết nhé. Nhớ like, share và subscribe nhiệt tình vô để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi về những video thú vị hấp dẫn như thế này nha. Cảm ơn cả nhà đã cùng đồng hành với Nghiện Khám Phá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video thú vị sau nha. Bye.